vì sao tổng trọng đường quang không đi thích đâm quàng bụi dặm trong quá khứ hàng loạt chính sách sai lầm của ban lãnh đạo việt nam đã khiến cho nền kinh tế xã hội xa sút tới mức nghiêm trọng đó là lý do vào năm 1986 đảng cộng sản việt nam buộc phải quyết định cải cách kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo mô hình xô viết chuyển sang nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa chính sách đổi mới của đảng cộng sản việt nam vào năm 1986 rõ ràng đã giúp cho người dân Việt Nam có một cuộc sống đỡ khắc nghiệt hơn so với người dân ở Bắc Hàn và Cuba hiện nay. Cuba, đất nước tàn tạ sau 65 năm Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đài tiếng nói nước Pháp FI vào ngày 4 tháng 1 năm 2024 có bài viết với tiêu đề Cuba kỷ niệm 65 năm chiến thắng trong đói kém. Mở đầu FI đánh giá Cuba, đất nước tàn tạ sau 65 năm Đảng Cộng sản. Đài FI dẫn lời báo Pháp vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 đã mô tả tình trạng siêu lạm phát, nạn đói, tuyệt vọng ngay kỷ niệm buồn thảm của cách mạng Cuba. Fi cũng dẫn lời tờ báo châu Âu trong bài báo xã luận với tựa đề "Địa ngục" đã nhấn mạnh đúng 65 năm sau khi Fidel Castro tuyên bố cách mạng chiến thắng, Cuba chìm trong khủng hoảng, thủ đô La Habana đầy người ăn xin, nhiều người sống tạm bỡ chờ cơ hội di cư sang nước khác. Theo tờ báo này tại một trong những quốc gia cộng sản cuối cùng như mọi năm vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 1 đảo quốc này mừng chiến thắng cách mạng. Nhưng lần kỷ niệm thứ 65 này là ngày kỷ niệm buồn thảm của cách mạng Cuba với tình trạng siêu lạm phát, nạn đói, tuyệt vọng khi thủ tướng Manuel loan báo kế hoạch gây sốc tăng 25% giá điện, khí đốt, xăng, nước vận chuyển công cộng và cả xì gà đều tăng giá. Bản tin của FI còn cho biết số công chức sẽ giảm xuống và đồng peso sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng nỗi lo lớn nhất của người dân Cuba là việc hạn chế Libertia, sổ mua hàng, phân phối. Tuy số lượng hàng bán theo tem phiếu ngày càng ít đi, nhưng nếu không có nó, hàng ngàn người cao tuổi hay không có thân nhân ở nước ngoài sẽ chết đói. Đặc phái viên của Le Figo còn miêu tả, hàng đoàn người già, ốm, dơ xương, người ăn mày, đàn bà, trẻ con, đói khát ngày càng đông đảo tại thủ đô La Habana từ nhiều tháng qua. Và do quá thiếu thốn, Thủ tướng Cuba Curis đã đề nghị giảm số lượng người được hưởng chế độ phân phối, một lựa chọn đáng ngạc nhiên. Vì ngoài vài ngàn người được hưởng đặc lợi trong giới chóp bu, tất cả đều cần đến sổ mua hàng, và nó là biểu tượng nếu biến mất sẽ chôn vùi luôn cơ sở chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, theo giới phân tích, các quốc gia đồng minh thiên tả của Cuba thì làm ngơ. Moscow thì gửi một ít thực phẩm nhưng không thêm gì nữa nếu La Habana không đưa quân sang giúp họ tại Ukraine. Trung Quốc thì hiểu rằng số tiền cho Cuba La vay coi như mất đứt, nên Bắc Kinh cần phải giữ khoảng cách hơn. Với Mỹ, sự chết chìm của Cuba hiện nay cho thấy Hoa Kỳ chẳng cần phải nối lại đối thoại với La Habana vì chế độ Cộng sản này có thể tự sụp đổ. Tình cảnh xếp hàng mua thực phẩm hàng hóa là điều phổ biến tại Cuba. Theo đài FI, trong bài xã luận vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, tờ báo độc lập Medio của nhà báo nổi tiếng Watney đã mô tả như sau. Vào năm 2023, Cuba ở bên bờ địa ngục, những mặt hàng thiết yếu không có hoặc quá mắc mỏ, thiếu thuốc men và bác sĩ. Tuy xưa nay hệ thống y tế vẫn được ca tụng, đất nông nghiệp bị bỏ hoang, du lịch xuống dốc, xuất hiện khái niệm tiền di dân. Những người Cuba sống vật vờ trong khi chờ đợi ra đi, họ không lập gia đình, không sinh con, không nhận những việc làm mới, không theo đuổi tiếp việc học hành, không biểu tình những bóng ma trên một con tàu đang trôi đi trong vô định. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1986 đã thừa nhận nền kinh tế thị trường, có nghĩa là họ đã chấp nhận một nền kinh tế đa thành phần, đa sở hữu về mặt tư liệu sản xuất, đặc trưng cơ bản của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo mô hình Xô Viết là chỉ chấp nhận một thành phần kinh tế tập thể dựa trên nguyên tắc sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất. Vì thế, đồng nghĩa với việc nền kinh tế xã chủ nghĩa ở Việt Nam đã bị những người cộng sản từ bỏ. Điều đó có nghĩa là tính chất cộng sản của Đảng chỉ tồn tại tại một thứ duy nhất, đó là danh xưng tên Đảng. Còn tất cả những đường lối, chủ trương, hành động của họ thì tuyệt nhiên không còn chút gì là cộng sản theo chủ nghĩa Marx-Lenin nữa. Song cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn mạo nhận là Đảng Cộng sản vì họ không muốn cho dân chúng, đặc biệt là thành phần lão thành cách mạng, cựu chiến binh biết Đảng đã phản bội lý tưởng cộng sản đồng thời để họ có cố duy trì và níu kéo quyền lực chính trị độc tôn, toàn trị vì lợi ích và bổng lộc của một nhúm lãnh đạo trong chế độ hiện nay. Ông Tổng Bí Thư, già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã chiếm trệ ngồi chiếc ghế này tới 3 nhiệm kỳ, hoàn toàn sai trái với điều lệ của Đảng. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, trong bài viết có tựa đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng kết luận như sau điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mark Lenin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, nó sẽ còn tiếp tục phát triển và sức sống, thực tiễn cách mạng, cũng như trong thực tiễn phát triển khoa học. Kết luận nhảm nhí vừa kể trên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói theo ngôn ngữ của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, thì đích thị là loại không thần kinh thì cũng dở hơi. Nếu ông Trọng và những người hoài cổ ai còn tin, chưa tin, xin mời đọc bài viết của nhà báo Trần Ngọc Bích đăng trên trang BBC Tiếng Việt vào ngày 19 tháng 2 năm 2021 sau chuyến thăm của tác giả đến Cuba với tiêu đề Cuba hiện nay là quá khứ của Việt Nam nhưng có nhiều cơ hội tốt hơn, sẽ rõ. Đúng là kiểu đường quang thì không đi, cứ thích đâm quảng bụi rậm là điều mà cha ông đã từng dạy, thưa ông Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao tổng trọng đường quang không đi thích đầm quảng bụi rậm Đại án Việt Á sự cao tay của tổng trọng trong việc bịt đầu mối trùm cuối là ai? Vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, Tòa Nhân dân Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án tham nhũng liên quan đến công ty Việt Á. Đây là một đại án thuộc diện được Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam theo dõi và chỉ đạo. Điều mà dư luận xã hội và đông đảo người dân quan tâm nhất đó là câu hỏi ai là chủng cuối trong vụ án này, cũng như những ai đang sở hữu 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á. Ông Phan Quốc Việt và rắc rối quanh khối tài sản cách sủ. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở công ty Việt Á CDC Hải Dương lịch sử hình thành và phát triển của công ty Việt Á trên trang Viki có nêu như sau. Công ty được thành lập vào năm 2007 với số vốn ban đầu chỉ là 80 triệu đồng từ 3 thành viên. Ông Phan Quốc Việt, sinh năm 1980, là người sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Cuối năm 2017, Việt Á tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Mặc dù trước năm 2017, công ty này chỉ thu nhập vài chục tỷ đồng và thường báo lỗ, trải qua 6 lần tăng vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của ba cổ đông sáng lập vào công ty Việt Á không biến động, vẫn nắm giữ khoảng 20%. Đáng chú ý, Vicky cho biết, sau cho đến nay, tháng 5 năm 2023, sau hơn một năm rưỡi điều tra, người dân vẫn chưa biết được ai là cổ đông 80 của 80% cổ phần còn lại, ước tính khoảng 800 tỷ đồng. Vậy mà trong ngày thứ ba xét xử vụ án công ty Việt Á vào ngày 5 tháng 1 năm 2024, Vietnamnet Online đưa tin Phan quốc Việt và rắc rối quanh khối tài sản, cách xủ. Bản tin cho biết về một sự bất ngờ liên quan đến sở hữu cổ phần của công ty Việt Á với những thông tin hoàn toàn khác những thông tin từ trước đến nay do truyền thông nhà nước và Bộ Công an cung cấp. Cụ thể, theo tờ báo Vietnamnet đăng như sau. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử dành thời gian thẩm vấn bị cáo Phan quốc Việt và các bên liên quan đến khu đất mà cơ quan điều tra đã kê biên của Chủ tịch Việt Á. Theo cáo trạng, công ty Việt Á có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng gồm 4 cổ đông sở hữu vốn điều lệ, trong đó Phan Quốc Việt sở hữu 47,25%, bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ bị cáo Việt sở hữu 24%. Bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á với nụ cười bí ẩn khiến nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam rất lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Vào cuối năm 2022, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã tiến hành bãi nhiệm đối với hai ông phó thủ tướng trong nội các của ông Phạm Minh Chính, đó là phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và phó thủ tướng vũ đức đàm ông phạm bình minh trong giai đoạn đại dịch covid 19 còn kiêm chức bộ trưởng bộ ngoại giao là người đứng đầu cơ quan tổ chức các chuyến bay giải cứu trong khi ông vũ đức đàm thời điểm đó là phó thủ tướng phụ trách xử lý công tác ứng phó với đại dịch covid 19 đài tiếng nói hoa kỳ voa trong bản tin vào ngày 3 tháng 1 năm 2023 cho biết cuộc thanh trừng do tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng lãnh đạo cũng đã hạ bệ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc người chịu trách nhiệm chính trị về những thiếu sót trong nhiều quan chức. AFP dẫn một nguồn tuyên bố của Ủy ban Trung ương Đảng vào thời điểm đó cho biết như vậy. Trong buổi lễ bàn giao trao quyền cho Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trước khi rời nhiệm sở, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã từng có phát biểu gây chấn động dư luận khi đó, mà cụ thể được ông nêu ra như sau. Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ. Vẫn theo đại tiếng Hoa Kỳ, lời thanh minh của ông Phúc được nhiều người trích dẫn và bình luận giữa bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng vợ và gia đình ông có dính líu đến vụ án Việt Á nên sự nghiệp chính trị của ông phải chấm dứt. Tuy nhiên, phát ngôn kể trên của Nguyễn Xuân Phúc ngay lập tức bị báo chí thuộc truyền thông nhà nước Việt Nam gỡ bỏ về lý do khiến chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị miễn nhiệm. Theo báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho biết, ông Nguyễn Xuân Phúc phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hiệu quả rất nghiêm trọng. Hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, cũng xin được nhắc lại, tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 23 tháng 8 năm 2013 đã đưa tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự đêm ca nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh Văn Cao. Tờ báo tuổi trẻ cho biết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tham dự đêm diễn cùng với ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau đêm diễn. Khi đó dư luận cho rằng không lẽ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành sự ưu ái cho một kẻ tội phạm là trùm cuối trong đại án Việt Á hay sao? Trùm cuối trong tiếng Việt có nghĩa là ông trùm kẻ có quyền lực lớn nhất đứng đằng sau chỉ đạo hoạt động của một băng đảng. Theo cách lý giải của cáo trạng vụ án Việt Á của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho thấy, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm bưng bít cho đồng bà cho đến cùng vụ Việt Á này. Do vậy, câu trả lời là câu hỏi trùng cuối của đại án Việt Á là ai sẽ là điều vô vọng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đại án Việt Á sự cao tay của Tổng Trọng trong việc bịt đầu mối trùm cuối là ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.